Rồi, xin chào tất cả các bạn. Sáng hôm nay thì cũng như mọi khi nha mấy bạn, mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy gắn nha mấy bạn. Nãy giờ mình lội cũng mấy gà ruộng mấy bạn ơi, thăm nãy giờ cũng 4-5 tay nó không dính nha mấy bạn. Trong cái bờ này thì mình có giăng mấy tay nha mấy bạn. Bờ này cũng bờ quen thuộc nha mấy bạn. Bờ này trong đây mình giăng 2 tay. Đợt kỳ rồi mấy cửa trước mình thăm trong đây có tay đó, nó dính cũng mấy con hậu hành nha mấy bạn. Mấy hậu hành trong đây có con cũng bự lắm đó mấy bạn. Tại bờ này bờ bự nha mấy bạn. Ở đây có hậu hành cũ á. Rồi mình không nói nhiều nữa, mình đi tới luôn nha các bạn, mình test vô cho mấy bạn xem luôn. Tại này nói chung nữa là gắn lãi với hổ ngựa thì ít dính lắm nha các bạn, tại vì quê mình hiện bây giờ trời xe lạnh cực lạnh luôn mấy bạn ơi. Mấy bữa nay là nói chung là lạnh dữ dằn luôn á, cho nên là chỉ có hổ hành đi thôi, mà cỡ này trở lên là mình bảo đảm mấy bạn có hổ hành cụ đi đó nha các bạn. Còn ngoài ra mấy loại gắn kia nó sẽ đi, nhưng mà mấy bữa nào trời nắng hay ấm đâu mấy bạn, chứ còn mà lạnh quá là thua. Hậu hành với gắn lãi nó sẽ hậu hành đi, chứ gắn lãi với hậu ngựa đi sẽ yếu nha bạn. Đây mình có con tay nè bạn, trời ơi có hàng hình các bạn ơi, mới vô tay này ngay bờ này quá trận gắn bự mấy bạn ơi. Nhìn mấy bạn nhìn thấy gắn hết hồn không, gắn này cả ký nữa nha bạn, cỡ này dính hàng khủng rồi nha bạn. Ôi ôi chết rồi mấy bạn ơi, con gắn hết biết nó bự rồi nè, bạn thấy nó cà mà đỏ lặn chân phải không. Trời ơi con gắn mấy bạn ơi, cỡ này gắn gắn cụ không nha mấy bạn, ghê bự không mấy bạn. Con này là từ 1 kg trở lên đó nha mấy bạn. Cái con mà cử gọi mình thăm đó mấy bạn là cả như dính một cặp nha mấy bạn. Cử gọi á, cái tay đó dính một cặp, mà một con 400 kg, còn một con thì đâu là 1 kg mốt nha mấy bạn, gần 1 kg mốt chứ hơi yếu 1 kg mốt một chút. Cử gọi mấy bạn con gắn hậu hành đỏ, còn con này con đen này nha mấy bạn. Trời ơi trời, gắn hết biết rồi mấy bạn ơi, quá trời gắn nó bự rồi, mà mấy bạn thấy nó nông vô hang hay gì mà đỏ lượng chân mấy bạn, gắn này lượng đỏ chạch này mấy bạn thấy không, hết biết gắn ở này. Mấy bạn thấy nó dính có được cái chép đầu không, không quá trời gắn nó bự mấy bạn ơi. Quá tiếc mấy bạn ơi, bạn thấy nó dính vô nó quấn chưa đó. Gắn này là nó không có nung mặt lấu lưới được nhiều đâu nghe bạn, tại là cái như do mình gắn này lưới năm nay mình cũng có nói mấy bạn đó, mình gắn lưới bao phân hơi nhiều mấy bạn, do tại vì mình thấy mấy đồng nghiệp mình đặt bẫy quá đó, mình sợ gắn lưới ba gửi không có gắn bự nhiều, mình chủ yếu mình gắn là gắn lãi còn nhiều đó, mấy bạn bắt gắn lãi gắn nước đồ la gai thôi, không ngờ nó dính mấy con gắn cụ cụ không mấy bạn. Thấy ta lưới mình ha, nhìn sơ ngang mấy bạn thấy trắng phiếu là gắn lâu riết mà nó bay màu gì mấy bạn. Từ đây chúng ta tay lưới này 6 tấc nha mấy bạn thấy ta lưới 6 tấc mà dính cái con gắn này mấy bạn thấy khủng không. Cho nên mình cũng nói mấy bạn ha, không có hiệu quả nào bằng mình bẫy lưới hết cho nghe mấy bạn. Mấy các loại bẫy, mấy loại kia là mấy bạn tốn chi phí rất là nhiều, còn cái này mấy bạn tốn chi phí tay lưới 2-3 ngàn thôi, có khả năng mấy bạn bắt một cặp luôn. Như được rồi cử gọi vừa rồi mình mấy bạn mình cũng nói mấy bạn đó, dính một cặp đó là hai con nó không 1 kg mấy đó nha bạn, chỉ có một tay lưới nhỏ như thôi đó. Đây bạn thấy mình văng lên cũng đâu có cao hung đâu ha, ít biết gắn bự mấy bạn ơi, quá uổng. Con này thì mình cũng báo với mấy bạn là không thua con đợt rồi đâu mấy bạn, mấy bạn nhìn thấy cái phanh đó là mấy bạn hiểu nè, hết hụng phanh không nè, quá trời tiếc rồi. Thôi mà cũng không sao mấy bạn ơi, dù gì cũng còn ăn được, chưa đến đổi phải thất thu. Mình sợ cái nó xịn thôi, nhưng cỡ này mình cũng đi kiền kiền hoài mấy bạn ơi, tại cỡ này tuy nó ít dính thiệt, đi cử rồi mấy bạn thấy dính được có 2 tay lớn à, dính được tay 2 con với tay dính hổ ngựa là cử rồi mình thăm được có 3 con nha mấy bạn. Nhưng mà nhờ cái gắn nó bự, được con gắn bự. Với một cái nữa mình cũng kể mấy bạn nghe, cử rồi mình bị mắc 2 tay lớn nha các bạn. Cử rồi nói chung là dính vậy nè, là đa số người ta gỡ không có được nha bạn, là người ta lại người ta cuốn tay lớn mình không đó. Cỡ này dính là gắn trọng trọng không à, nên người ta đi nhiều khi nhầm người ta thấy rồi người ta cuốn của mình chứ không gì chứ mấy bạn ơi. Quá tiếc, nhưng mà không sao, về đây mình hầm một nồi đủ đủ nữa rồi nghe mấy bạn, quá khủng. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng máy đây nghe mấy bạn, vì mình đi có mình hài rồi mình xử lý con gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem ha. Rồi cho ngưng đây mấy bạn. Rồi mình lội nãy giờ cũng vô tới đường lộ đựng mình hết đường lưới đầu trên các bạn, nó dính con một mà chết ngẫm cô tổ rồi nghe bạn. Rồi rồi giờ mình đi tới đây, nhà cũng của ở sớm nha bạn, cách đây cũng vài cây số, còn bạn đang cắt nhà ở đây, bữa nay nó chia mình con gắn này về để nó đãi mấy chú thợ hồ đây nha các bạn. Mình cũng tới đây cái mình lội về dưới đừng mình đi thăm luồng khác nha mấy bạn. Rồi các bạn thấy đã thì về không bạn chết rồi nha bạn, cần thử 1 kg 2 nha bạn, gắn hết hồn nha bạn ơi. Hành bạn hết biết hoa hành không, còn như bự hơn con đợt rồi nữa nha các bạn. Đợt rồi mình thấy này không bận đợt rồi vậy mà căng con này nặng hơn con đợt rồi nữa nha các bạn. Con đợt rồi mình gặt 1 kg mốt, 1 kg 80, con này 1 kg 2 nha các bạn.
Đó, quá tiếc các bạn ơi. Đây ngay nhà bạn nó đang em cũng như bạn mình ở sớm như bạn cách mình cũng 2 cây số rồi. Rồi mình lội vô tới đây giờ mình lội dài về cặp máy lội này mình kiếm xe có gian về thăm luồng lưới dưới nha mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Rồi mình cũng tiếp tục xuống tới khu đầu dưới nữa nghe mấy bạn. Mấy bạn nhìn thấy cái vườn u minh quen thuộc này của mình không mấy bạn? Đây, đây một tay không dính nha các bạn. Tay lưới này là đợt đó mấy bạn nhớ dính một cặp gắn lãi cả ký hơn ký không mấy bạn, mà hai con đực không đó mấy bạn. Đây, giờ nó nằm đây mấy bạn nhìn thấy muốn không thấy không? Lưới mình giống như lưới tàng hình như nghe mấy bạn. Nãy giờ thì mấy bạn cũng đã thấy là dính quá yếu mấy bạn ơi, dính được con cụ hổ hành đó tới giờ không dính nha bạn, mà nãy mình cũng đi ngang thằng em mình nó cũng ở sớm cách mình vài cây số đó bạn, nó đang cắt nhà rồi nó gặp con gắn bự quá nó chia mình đừng chiều đãi cho mấy ông thợ nhậu nha các bạn. Thì hành trang của mình cũng như cũ nha các bạn. Đó, 2 cái túi, mớ lưới với chai nước nha mấy bạn. Nè cái này đem lưới đem chứ cái tỷ lệ mình văng chắc hơi ít mấy bạn ơi. Tại muốn hết mùa nghe mấy bạn. Mình cũng có chút lời tâm sự với bạn, mình cũng tính chuyển qua đi làm ná thủ mấy bạn. Dùng mình đây mình thấy cũng có cò cu bìm bịp đồ lai gai nè mấy bạn. Mà con cái mình không biết chính sách YouTube nó có cho phép điều đó không á mấy bạn, nên mình cũng chưa dám nha bạn. Chứ mình hổm gà mình tập luyện bắn ná thủ rồi đó nghe mấy bạn. Để bữa nào mình sẽ làm thử một clip thử coi mấy bạn có ủng hộ mình và YouTube có nghiêm khắc về điều đó không nha bạn. Để mình thử clip coi. Nếu được thì mình sẽ chuyển sang qua săn bắn mấy bạn ơi. Chứ còn bây giờ gắn nó sẽ yếu nha bạn, nó muốn hết mùa rồi. Thì còn ba lưới tàng lâu lâu mình đi thăm lần có dính thì mình cũng test cho mấy bạn xem chơi. Rồi thôi mình cũng không nói nhiều nữa nghe các bạn. Ở đằng trước này mình cũng có tay đây tay không dính nha các bạn. Trong vườn này mình có văng 3 tay nha các bạn. Bữa hổm mình văng có 2 tay mấy bạn, rồi bây giờ mình mới dặm thêm 1 tay rồi mấy bạn. Mấy tay lưới cũ thế vậy mình cũng dặm đại vô thứ coi làm sao. Đằng trước này có 1 tay nha các bạn. Tay trước này lúc trước có dính con hổ ngựa mà bị chuột cắn cái đuôi đó mấy bạn nhớ không? Đây nè, tay này đây nè. Chà bữa nay dùng viền rồi có dính gắn gì nha các bạn. Chà nước mấy bạn ơi. Dưới đây nó hơi cái hố hẩm xíu quá mình quay nó hơi cắm cắm xuống mấy bạn thông cảm giùm nha. Đây em uống nước nha các bạn. Trời ơi đá gãy cây đài luôn nè các bạn. Đi bước xuống đá ngay gãy đài giờ nó mục rồi nha các bạn. Tại cuối mùa lưới tàn nè. Ăn nước. Chà. Con nước này cũng bị con gì cắn nữa nha các bạn. Chắc bị chuột cắn qua các bạn mà hên nó cắn quẹt quẹt cái đuôi chút rồi nha các bạn nè. Các bạn thấy ở đây chuột dữ lắm mấy bạn ơi, dùng của mình á, ý là người ta thuốc bớt rồi đó, bởi vì mỗi khi mà đổ thuốc nó chết, chuột chết gắn bớt rồi mà còn vậy đó, gắn này sao hình như có trứng hay gì nghe bạn, sao bụng bự quá bạn. Đây. Đó, bạn nhìn thấy đã không? Ngăn nước này cũng to nha bạn, còn này chắc cỡ nửa ký nha bạn. Quá trễ bụng nữa bạn, mình không biết cái này mở mập hay là có trứng nữa bạn. Mùa này gắn hay có trứng lắm nha bạn. Cái con bự bự hay có trứng lắm. Gắn có trứng non lắm mọi bạn. Con này chắc nghi có trứng non quá. Đó, ngàn hay đã không? Còn này đường cũng đỡ dữ vậy. Quăng, quậy một quăng lắm lít nè các bạn thấy không? Rồi, vậy là con này là con thứ hai hà nghe mấy bạn. Mà con nãy thì chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng clip ở đây mình xử lý gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test rồi mấy bạn xem ha. Ở chỗ này nó ngay cái dốc xuống mương đó mấy bạn, mình ngồi đây mình quay nó hơi khó chứ nó hơi cắm cắm xuống mấy bạn có xem cũng thông cảm gì mình ha. Rồi tại mình đi mình ên mấy bạn. Đó. Rồi thôi mình tạm ngưng đây mấy bạn ơi. Rồi mình về tới nhà mấy bạn ơi, cũng không dính mấy bạn ơi. Thì bữa nay mấy bạn đã thấy thành quả được có 2 con nha mấy bạn. Có 1 con hổ hành bự mà nó chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Rồi nãy mình chia cho bạn mình nó nhậu luôn mấy bạn. Này mình về tới chỗ trại gà mình đây nha mấy bạn. Đây thì đó đựng con gắn nước đâu chừng còn sống được con gắn nước đâu 400 gram nữa cái mấy bạn ơi. Rồi còn nhưng con hổ hành đó nhưng bữa nay là thắt thu, chuyến thăm thắt thu được có 2 chú nha mấy bạn. Được con gắn hổ hành khủng mà nó cũng chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Còn được con gắn nước đâu chừng nửa ký đây rồi đó. Một cử thăm thắt thu hai ngăn nước đã không? Đó phùng kênh mình đó mấy bạn thấy không? Cỡ này nói chung đó là cái gì nó hết mùa nha các bạn, cho nên nó cái lượng gắn nó dính rất là yếu.
mấy bạn bẫy chắc cũng vậy thôi, tại cỡ này nó trời thời tiết nó quá lạnh, quê mình giờ quá trời không khí lạnh nha các bạn, cho nên là hổ hành cụ thì có đi la gai mấy con bự đó các bạn, còn những con nhỏ chắc mình nghi nó lạnh quá nó núp hết các bạn ơi. Còn về mặt gắn lãi với gắn hổ ngựa thì là mình bảo đảm mấy bạn là nó đông ủ đông lạnh hết đó mấy bạn ơi, thời gian lâu lắm nó mới có ăn đi ăn nha các bạn, mà nó đi cũng ít lắm, nó không như đầu mùa đâu nha các bạn. Cỡ này thì ba cái lưới tàn mình đi ra gai có nhiêu ăn nhiêu thôi nha bạn, mình không xuống lưới thêm nữa. Rồi mình chắc nghĩ vài bữa mình kiếm làm thêm cái chương trình khác nha các bạn, săn bắt con khác mấy bạn ơi. Chứ còn giờ này quá yếu rồi. Rồi nếu mấy bạn có xem thì nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký cho một like, một chia sẻ nha các bạn, để ủng hộ anh em mình có tinh thần làm những clip tiếp theo nha các bạn. Rồi mình cũng máy bay nha các bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau luôn.